Vâng, xin chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với cả trận đấu bán kết 1 của giải đấu The Trần Team mùa thứ 12 giữa TG và FBA. Và trải qua 3 game đấu thì có lẽ lợi thế đang rất lớn dành cho các chàng trai bên phía TG rồi. Và bây giờ mình và Virus cùng các bạn khán giả chúng ta sẽ đến với bảng điểm. Tạm thời sau 3 game đấu thì TG đang có cho mình là 73 điểm và 50 điểm ở số điểm FBA. Khoảng cách của chúng ta đang là 23. Thế thì trận đấu cuối cùng là trận đấu bản lẻ anh Vũ ơi. 23 điểm gần như là không thể san lấp. Không thể san lấp. Tôi nghĩ rằng với cái trường hợp này thì kể cả anh Bon đặt niềm tin cho TG chứ chắc tôi nghĩ rằng FBA có thể lật kèo được. Vì hai bàn nhiều con số quá lớn sau một game đấu. Tôi nghĩ rằng là game đấu cuối cùng các bạn sẽ chỉ là một game đấu mà các bạn cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn mà thôi. Có thể là đúng là như vậy rồi, 23 điểm thì thực sự là rất khó rồi, không có cơ hội nào dành cho các bạn FBA, nhưng mà tôi vẫn đang rất mong chờ một trận đấu thứ tư FBA vẫn thể hiện một cái sự fair play hoặc và team TG cũng thể hiện một cái sự fair play để cống hiến cho khán giả một trận đấu cuối cùng hay nhất. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể tất cả đều đánh ngoại bình cũng được. Cho nó xôm, đúng Chính không xác. anh Vũ? Nhưng mà đây là một trận đấu đánh giải, tôi nghĩ rằng vẫn có sự công bằng ở đây mà thôi, và chúng ta sẽ đến với trận đấu cuối cùng của trận đấu bán kết cuộc giải đấu cho team mùa thứ 12 giữa TG và FBA. Vâng, đây rồi, chúng ta đã thấy cái sự xuất hiện của vua lì đòn. Vâng, TG vua lì đòn, vâng, người chơi chỉ dùng hai cái loại công nghệ, vâng, không bao giờ dùng quá là đến loại công nghệ thứ ba, vâng, chỉ dùng hai loại công nghệ bất cứ một trận đấu nào anh ta tham gia, và anh ta chỉ dùng hai loại công nghệ mà thôi. Và TG vua lì đòn, anh ta sẽ thay vào vị trí của chàng trai nào đây? TG vẫn có sự TG có sự có mặt của TG Steel, TG Green và TG Royal, có lẽ là TG Fit anh ta ra nghỉ ngơi rồi. Và sẽ đến với cả một trận đấu mà nước anh 2K, anh ta quay trở lại với đường đua. Liệu rằng có sẽ có những cái giáo án gọi là chấp lõi vị trí của tên của Đức Anh hay ca hay không đây, khi mà những cái trận đấu ở vòng loại ta đã thể hiện một bộ mặt gần như là chưa thấy bao giờ, chưa ai thấy bao giờ ở những giải đấu thứ tư cân cả. Tiếp tục là những cùng cùng với đó là kháng phép dành cho TG Steelnet. Cùng và kháng phép dành cho TG Steel. Vâng, Đà Đế 2-0, và đây là lõi công nghệ đầu tiên bầy tôi dâng hiến một cái ấn sát thủ và một ấn vệ sĩ. Bầy tôi dâng hiến thì anh ta phọc đế chế, đồ này anh ta đánh đế chế được hay không, và anh ta quyết định lấy rồi. Là một trận đấu Có anh ta trong mình là công một hiến con ta phọc lông. bài, như vậy là phọc bài rồi. Có thể sẽ là hướng tới Samira của Talon hay chăng, bởi vì lượng đồ này thì Vâng, có đây thể là đấu trường hạng gà khi mà những con tướng 1 tiền và 2 tiền sẽ được tăng tốc độ đánh. Vâng, rất tuyệt vời, một cái loại công nghệ rất tuyệt vời dành cho chàng trai phòng thứ hai. Check nhà khá kỹ đến từ vị trí của TG Steel. một con cho gát nữa dành cho TG Steel. Anh ta đang bắt lại những vị từng đấu sĩ. Katarina đã có. Đây là vua lì đỏ, anh ta có Nico và có luôn cho mình ba đột biến. Tôi không biết là đột biến trận đấu này là gì, nhưng mà anh ta cũng mang máng hai ngoại binh rồi, mở luôn ấn đột Ôi, biến thứ hai này vội lắm rồi. vội lắm rồi, mở luôn, đợi làm cái gì? Bây giờ chỗ này, bây giờ tôi là này với anh Vũ nhá, đưa anh hai ca sẽ nghĩ rất lâu và nghĩ đấy, đột biến làm gì Đột biến được, đi, đột biến. không nhà Anh phát minh rồi. Vâng, ra ba đột biến nhưng lựa chọn của anh ta là nhà phát minh chưa có bác những sĩ. nhà phát minh nào, chưa có con nhà phát minh nào thì cứ chọn là được chưa. Tôi nghĩ rằng những cái vàng nghĩ lâu của Đức Anh nó rất là nguy hiểm anh ngon ạ, thực sự luôn, là tính rất xa của nó Vâng, như anh ta vậy. ra ba đột biến nhưng mà anh ta lại lựa chọn nhà văn mình, thực sự là hơi khó hiểu. Đây là đột biến mạnh thú, đây là một trận đấu đột biến mạnh thú. Tôi khẳng định vậy, tôi vừa nhìn thấy cái hiệu ứng của mạnh thú rồi, bắt đầu đến giờ rồi đấy, bắt đầu đến giờ cười rồi đấy. Tôi không thể nghĩ được là anh ta có thể chọn nhà văn minh vào đây rồi. Có vẻ như là anh ta chấp cái lõi luôn rồi, bởi vì khi mà anh ta chọn lõi cái lõi sách ấn như thế mà anh ta chọn nhà văn minh, anh ta không đánh theo lối văn minh thì chắc chắn là một pha chấp ấn. Đúng rồi, Và liệu anh rằng ta anh luôn ta chấp có một đánh loại.
thường thì anh ta sẽ chấp một cái loại công nghệ đầu tiên, và đúng là như vậy. Mặc dù bài đấu của anh ta ra được cho mình ba đột biến từ rất sớm, nhưng mà anh ta lựa chọn cho mình ở nhà phát minh. Mặc dù bài đấu của anh ta khoảng thời gian early chưa ra quá nhiều nhà phát minh, nên cho anh ta một lối đi riêng dành cho Đức Anh. Là không có một con nhà phát minh nào luôn, anh ta vừa có một con Jimin sau. Tôi nghĩ rằng với một cái form đấu đột biến ở trận đấu này thì rất khỏe để cho Đức Anh luôn, bởi vì đây là đột biến mãnh thú. Và anh ta có 5 đột biến từ sớm thì tôi nghĩ là một bài đấu 10 điểm cho anh Phật, nói không. Trận đấu này tôi khả năng cao là tôi lại muốn chấp lõi rồi. Khi mà anh ta vẫn đang ôm lại ngoại binh, một con Ilaoi nữa, tôi sẽ làm một bài đấu ngoại binh tiếp tục công hiến cho khán giả. Anh ta có hai con ngoại binh rất ngon ở round 2.1 nhưng không có được con Ilaoi, khá đáng tiếc, vì thế rất khó chịu. Anh ta chưa có Ilaoi để kích hoạt cho mình là ba ngoại binh, còn chưa ra, còn ra được thêm con sinh. Nhà phát minh bắt lại. Liệu rằng anh ta có thay vào hay không, bỏ bớt đi những con tướng đột biến. Đúng ngoài Quốc Mo sẽ thay vào vị trí của sinh để có thể có nhà phát minh. Chính xác là như vậy. Thực sự tôi vẫn thích cái đột biến hơn, bởi vì anh ta sẽ có được những cái bộ bài khỏe ở giai đoạn sau nhiều hơn. Ủ đây là Dalon 2 đến bị chịu nét, có vẻ như một pha chọn ấn của anh ta. À, một pha chọn anh ta lấy đế chế mà, anh ta có ấn đế chế. Anh ta chọn đúng rồi. Anh ta chọn đúng luôn và đã là sở hữu cho mình là một Talon 2. Cho đây, có cho gát, nhưng mà đây sẽ là một chiến thắng của Đức Anh và sẽ bắt lại rác. Một con rác cũng khá ngon ở khoảng thời gian early game dành cho vị trí của Đức Anh 2k. Còn đang đép khá hiệu quả và lượng sát thương đến từ những pha ám ảnh kinh hoàng của Mazahala đủ để giúp cho Đức Anh 2k giành chiến thắng trước bài đấu của TG Steel. Còn XO ở trong trận đấu này rồi. Chúng ta sẽ đến với vòng đánh quái. Vòng đi chợ thì đúng rồi, vòng đi chợ 2.4 của chúng ta. Mình có một con Vick cầm kháng phép. Mình ganh Plung cầm cho mình gậy quá khổ cũng khá ngon. Và quyết định của TG Steel, anh ta lấy cho mình một con Samira cầm nước mắt để có thể kích được cho mình đế chế từ sớm nếu như anh ta ra sử quên. Đức Anh thì sao? Lượng đồ tiếp theo dành cho Đức Anh. Mình đang muốn lấy gì? Khá phân vân. Mình lấy một con Vick để có thể hy vọng ra được con Vick 2. Tầm nhìn là hợp lý dành cho Đức Anh 2k. Nếu như là Vick 2 thì bài đấu anh ta rất khỏe. Nhưng mà không, không có Vick 2 để chơi 2k thôi. Chắc chắn là sẽ không thể thay được đâu, bởi vì anh ta đang cầm một ấn nhà phát minh ở trên con Vick kia. Tôi nghĩ rằng anh ta có thể đợi mà. Có quyết định up cấp hay không, hay là lì một chút up cấp rồi? Không, anh ta up cấp rồi. Quyết định up cấp luôn. Hợp lý mà thôi. Hơi đáng tiếc cho Đức Anh khi mà anh ta không có cho mình làm con Ilaoi để có thể kích cho mình là ba ngoại binh. Còn đây là tranh, anh ta có cuồng đao hung sô và huyết kiếm dành cho vị trí của Samira. Nhìn vào con Samira này làm tôi liên tưởng đến con đế chế Raven của mùa 1 Season 1 Teamfight Tactics. Khi mà một con Raven cầm cho mình vước dòng, cuồng đao hung sô và huyết kiếm gần như là bất tử khi mà bạn sở hữu cho mình là những con tướng đế chế, 5 đế chế. Và ngày hôm nay thì tranh VIP Pronomo anh ta đang làm tôi nhớ lại cái khoảng thời gian đó. Trong khi đó thì hình như Green anh ta lấy cho mình là một loại công nghệ nhỏ mà có võ, đang hồi máu khá nhiều đến từ Green. Thậm chí anh ta đang đánh cho mình là Wintrick Việt Ulu. Lượng tiền không quá đầy huề và lượng máu cũng là như vậy. Một cái chuỗi rất xấu là như Việt Ulu. Và anh ta ít nhất may ra anh ta có một con gì hin để còn gỡ gạc lại những cái gì mà anh ta đã mất. Vâng, đang tính toán. Vâng, Blitz lại cho vào để lấy cho mình là tái chế. Còn sao đây là TG Steel. Đúng như dự đoán thì anh ta lấy Samira về với cái nước mắt lẻ kia và anh ta ra được sự quên và anh ta kích cho mình là 3 đế chế. Vâng, lượng sát thương đến từ Talon tôi nghĩ là đủ để có thể dứt điểm đi con dích này. Tiếp theo đó chính là vị trí của Zayda. Một chiến thắng của TG Steel trước bài đấu Việt Ulu. Sau rất nhiều trận đấu mà Việt Ulu anh ta đánh giữ máu thì bây giờ anh ta đang phải đánh cho mình một cái lối đánh chuỗi thua, nhưng mà hơi tiếc dành cho Việt Ulu khi mà vòng đi chợ về anh ta lại mất đi cho mình cái mạch thua rồi. Lượng tiền đang khá thọt dành cho Việt Ulu khi mà anh ta lại còn đang phải ôm thêm những con tướng xạ thủ nữa. Chuỗi rất xấu, thực sự phải nói là như vậy.
có lẽ như là trận đấu này anh ta sẽ cố gắng gọi là đi theo luôn cái form xạ thủ thôi, bởi vì có gì khổng lồ và có gì hình như thế kia rồi, và lượng tiền thì không quá ngon. Tôi nghĩ rằng là nên tích lại lượng tiền luôn từ round thi đấu này đi. Chính xác là như vậy, anh ta sẽ bán đi và tích lại lượng tiền. Dê khổng lồ sẽ đẩy cho vị trí của Jihin. Và hy vọng rằng anh ta sẽ ra được thêm những cái món đồ tiếp theo dành cho Jihin. Vâng, một thanh Đây kiếm rồi. BF cũng khá ổn. Có găng hay không? Giáp Giáp thiên thiên thần thần. cũng là ok. Những món đồ ok dành cho vị trí của Việt Ulu. Một cái món đồ bảo hiểm dành cho một con tướng Jihin tầm xa. Một tay xạ thủ tầm xa. Huyết kiếm hay giáp thiên thần đây? Midfielder. Anh ta có ngoại binh. Ui, anh ta không, anh ta bán đi rồi. Anh ta cảm giác là lượng máu và lượng tiền của anh ta không thể làm kinh tế được thời điểm này nữa rồi. Con Blitz anh ta lên đẩy lên cao để có thể tạo ra độ hiệu quả cao hơn đối với những con tướng xạ thủ. Anh ta tham vị trí của Yordle để anh ta có thể hack thêm một chút lượng tiền để có thể back lại. Tôi nghĩ cũng khá hợp lý khi mà hoàn toàn bài đấu của anh ta, nếu như anh ta không cho đồ vào thì khá thọt tiền khi mà về sau bộ bài Jihin cần rất nhiều những con tướng bốn vàng. Bạn đủ lợi tức thì bạn mới có thể cạnh tranh tướng với những nhà khác. Và lượng sát thương gây ra bởi Jihin bởi những pha bắn này nhưng mà áp sát đến từ vị trí của Vex thì hơi khó rồi. Đức Anh sẽ giành chiến thắng ở round đấu này. Vách 2 thì tôi nghĩ rằng là Đức Anh sẽ thắng thôi. Anh ta còn chưa ghép những món đồ tanh cho vị trí của vách. Ví dụ như là một cái thú tượng chẳng hạn. Đây, một con vách khá ngon, 3 tiền dành cho Việt Ulu. Anh Vũ có nghĩ rằng bỏ Heimerdinger và Zyra thay Caitlyn và Vex vào không? Tôi hoàn toàn đồng ý bởi vì con Caitlyn khi mà Caitlyn Chết 2 ngon, kiểu gì cũng chết được một mục tiêu. Những cái pha vách phát vách trúng nó rất ngon. Một con Zyra 2 để kích học giả. Cũng khá ổn. Nhưng mà tôi hơi tiếc con Caitlyn đang ở ngoài hàng chờ. Bởi vì tôi nghĩ rằng học giả đội hình của anh ta cũng không tận dụng quá nhiều đâu. Con Jihin thì cũng chỉ sử dụng một lần chiêu cuối trong một giao tranh thôi. Nên là cũng không quá tối ưu. Vâng, đây là những pha bắn của Jihin. Vâng, không đủ lượng sát thương. Không đẹp được quá nhiều, Không ăn đẹp đấm được. rất đau, 5 Rất con. đau. Chuỗi thua 3 và anh ta còn lại cho mình 58 máu. Và Đức Anh 2K chỉ còn lại cho mình 72 mà thôi. TG Steel 74. Người đang cháy thì là tranh VIP Bruno 1. Một bài đấu mà anh ta đang đẹp tốt với con Samira cầm cuồng đao Gusu và huyết kiếm. Tiếp theo là ấn nhà tài phiệt. Hay là gì đây? Vệ sĩ dành cho chàng trai Việt Ulu rồi. Đã đỡ thay vào Zyra để kích hoạt bốn vệ sĩ không? Phải nói với việc mà anh ta mất Và cái bán đi chuỗi lấy thua. lượng vàng đủ. Tôi nghĩ là bỏ Zyra đi. Mất cái chuỗi thua nên là nhìn Việt Ulu tôi phải nói là quá nghèo. 30 30 tiền. vàng ở thời điểm Cố này. gắng Với một lắm. line up này tôi nghĩ tạm chấp nhận được để cho Việt Ulu. Nếu như anh ta giữ được cho mình cái chuỗi thua năm thì khá tuyệt vời. Lượng tiền anh ta vẫn đang được đảm bảo. Ba cái trận thua nữa khi mà anh ta xuống dưới khoảng đâu đó 35 máu đi thì tôi nghĩ là hoàn toàn có thể comeback ở level 7 với rất nhiều tiền. Một con Jihin 2 thôi thì lượng sát thương của anh ta chắc chắn được đảm bảo khi mà dàn tành của anh ta đang rất cứng cáp với bốn vệ sĩ rồi. Chỉ cần lên 7 anh ta roll ra được thêm cho mình đó chính là Braum cũng như là một những con tướng Orianna và Janna thôi. Thì đó một khung bài khỏe dành cho chàng trai Việt Ulu. Check nhà khá kỹ, bên kia là Kog'Maw 2, Tristana 2. Bài đấu gần như là full 2, cùng với đó là một con Kermit cầm giáp máu như kia thì liệu rằng Việt Ulu anh ta có thể đép được hay không đây? Gli anh ta lấy cho mình lõi công nghệ nhỏ mà có võ và lấy cho mình lõi công nghệ những con tướng không có trang bị được được tăng giáp và kháng phép. Nhưng mà các bạn có thể thấy Jihin cầm diệt khổng lồ bắn rất thốn. Và dàn tanh của Vetulu, anh ta có bốn vệ sĩ, câu chuyện nó rất khác. Câu chuyện nó rất khác gần như những con tướng đánh tay của Green bắn không mất máu những con tướng vệ sĩ này. Và đó là một trận thua của Green. Và vua lì đòn Đức Anh 2K thì chỉ còn lại cho mình là 60 máu mà thôi, vòng đi chợ 3.4. Có vẻ như là Việt Ulu anh ta sẽ đề găng. Chính xác là như vậy rồi. Cần thêm một chút lượng đồ dành cho Jihin. Với bốn vệ sĩ ở thời điểm hiện tại thì lượng tanh của anh ta cũng khá là ổn rồi. Cố gắng để tích lại lượng tiền nhiều nhất có thể lên 7 và roll.
con gì hai thì hoàn toàn thể hướng đến tới việc là lên 8. Vâng, một mảnh giáp dành cho vị trí của tranh. Bốn mươi tiền sẽ được tích lại và roll một cái, nếu như là một con gì hình thì sẽ là điều tuyệt vời, còn vô cực sẽ được lắp thôi. Vô cực hay là anh ta muốn đợi cung xanh đây? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Tiếp theo là Darius. Có thể sẽ là dắt thiên thần cung xanh cũng là được, nhưng mà anh ta ưu tiên Vô cực vô rồi, cực hơn. kép vô cực rồi. Anh Anh ta ta muốn ưu tối tiên đi vô cực. ưu hóa đồ luôn. Và đây sẽ là những pha bắn chí mạng đến từ vị trí của Zihin. Những cái pha bắn chí mạng này thì tôi nghĩ rằng anh ta có thể đép lên, nhưng bên kia đó chính là một cái Ui. lõi, đó chính là chiến lợi phẩm, khiến cho con Zikir không bị dứt điểm vì hồi lại 600 máu rất nản, đấm nguyên Rất nhà. nản, thực sự là bắn không thể vào máu được và cứ gần Nhà. chết thì lại hồi đầy máu, và đó là một trận thua đau 45 máu, trong khi đó được 22k, chỉ còn lại cho mình là 52 máu mà thôi. Và đây là Hemodinger 2, một con Hemodinger 2. Đô một cái ra thêm được vài ba vị tướng, anh ta bắt lại Taric thì hướng đi của anh ta sẽ là Zihin thôi, không có một cái hướng nào khác cả. Cố gắng là tích lại lượng tiền, anh ta muốn tích 50 tiền luôn để cố gắng tối ưu. Taric sẽ kiếm xong. Hợp lý. Anh ta máu đang rất ổn rồi. À, tôi nghĩ là 45 máu là không quá tệ ở thời điểm này. Bị Blitz kéo vào vị trí của Chitana, một cái vô cực kiếm và cùng Dagunso cũng như là ấn học viện dành cho vị trí của Caitlyn. Một Vẫn vài đấm đấu đầu đau hướng lắm tới anh học bọn viện của phòng thứ hai, và đó là back phát back trúng dứt điểm ngay lập tức Zihin. nguyên nhà. Nhà. Trong khi đó thì một bài đấu mà đang đép bằng con Samira quá hiệu quả như thế kia thì vẫn đang cháy đến từ vị trí của tranh VIP Pro. 90 máu và vẫn đang cháy. 33 máu dành cho chàng trai Việt Ulu, 44 dành cho vị trí của Đức Anh, 59 dành cho Green. Còn đây là Tiger Steel thì anh ta đang đánh cho mình phong bài đế chế. Đồ của Samira của anh ta đang phải ghép cho mình cái bùa xanh. Ồ, anh ta ghép cho mình bùa xanh trên người của Samira. Xanh à? Tôi chưa mường Và tượng nếu như các bạn ra. khán giả, các bạn đang không tiện theo dõi những trận đấu trước đây thì các bạn có thể nhìn bên dưới góc bên trái màn hình. Chúng ta có bảng điểm Một sau lần 3 khác trận nữa. đấu giữa TG và FBA, khi mà TG đang tạm thời vươn lên với số điểm là 73 và 50 điểm dành cho vị trí của FBA. Chủ quyền 2. Tôi đang muốn xem Việt Ulu roll một chút. Bởi vì Tiger Steelnet anh ta cũng đang roll. Không sao cả, chúng ta xem Steelnet roll một chút rồi qua xem form bài của Việt Ulu. Đồ anh ta quá xấu anh Vũ ạ. Quá nhiều nước Đồ mắt. anh TG Steel anh ta 3 nước mắt 2 găng. Không, giờ này lắc Rất không khó không? đánh. À không, anh ta đã chọn lõi như kia rồi thì không không thể được nào đánh xoay lắc được. được. Bài đấu của anh ta là một bài đấu rất khó đánh đây. Tôi đang định nói là anh ta hoàn toàn có thể xoay qua lắc mà không. Đồ như thế này thực sự một cái phóng hỏa ở cái lõi thứ hai thì tôi không đánh giá quá cao, có vẻ như là lõi quá xấu dành cho Tiger Steel thì phải mon ạ. Một Anh con ta vẫn tiếp Samira tục cầm thua bùa thôi. xanh khó mà có thể đủ lượng sát thương để dứt điểm đi cái dàn tanh bên phía đối thủ là phòng thứ hai, bán đi và lấy lại lượng vàng của mình thôi. Việt Ulu vẫn tiếp tục thua. Ồ, tôi đang muốn xem Việt Ulu một chút. Đây rồi, anh ta rất lì nha. Anh ta lì lên 8 à? Ở round này anh ta mới chưa rồi. Anh ta đang lì lên 8 rồi. Rất lì, phải nói là như thế, có vẻ như anh ta với cái tâm thế không còn gì để mất cả. Anh ta quyết định lì luôn. Lên level 8 kiếm thêm vị trí Braum hay chăng? Ui, không vương 7. Rất Không liều. vương 7, tôi thấy rất lì. Phải nói là như vậy. Phải nói là chàng trai cực kỳ lì. Lì hơn Anh cả ta vua lì muốn đòn. lì hơn cả vua lì đòn. Vua lì đòn thì khó có thể được lì như thế này. May Nhưng quá mà anh vẫn ta đang thắng. đép được. Anh ta đép được trước bài đấu của TG Steel. Ông Steel cũng Griffith là dành một cho bài đấu Sion. tất yếu nha. Hai con Sion đến từ vị trí Tiger Steel rồi.
Lên Vâng, cấp lên luôn. luôn rồi. Ui, không có quá 20 nhiều vàng. tiền. Janna. Orianna, anh ta cần một con Orianna. Đây rồi. Máy móc rất quan trọng. Bỏ Quá đi vị nghèo. trí của hệ tôi nghĩ anh ta bỏ đi vị trí của Hemoringer không? Hemoringer đang dư ở trong đây. Hay là anh ta bỏ đi Taric? Tôi Anh nghĩ ta là bỏ phải Taric bỏ rồi. Hammer hợp lý hơn không? Nhưng mà anh ta đang nghĩ rằng là không có đam nhiều quá. Anh ta với việc với anh ta lì lên 8 này, thực sự anh ta rất nghèo, không có quá nhiều tiền để roll. Nên là mặc dù lên được cấp, anh ta cũng chỉ update được những vị tướng mà kia thôi, chứ không Green phải là quân thì gì. anh ta là hình như là đang muốn chơi lại cái bài trận đấu trước, một bài đấu khổng lồ. Vâng, anh ta lên 8 rồi và anh ta Có đang đi vứt con cô. Taric 2 ở ngoài hàng chờ. Vâng, bắt lại vị trí của Bram đến từ vị trí của việc Ulu. Đây, Đấy con rồi, Galio đấy Galio. mà cho Green thì thôi hết nước chấm. Green anh ta rất thích con Galio này, được chạy rất nhanh và đâm thẳng vào Galio. Và đúng là một trận đấu mà anh ta lại đánh cho mình là một bộ bài Galio. Tranh 81 máu, 76 máu là số máu phao thứ hai, Royal 64. Trong khi đó 61 là số máu của Táo, 44 là số máu của TG Đức Anh. Steel đang có 42, Green 24 và 20 máu là chàng trai đang sở hữu cho mình một bài đấu bốn xạ thủ. Về Gulu. Đây rồi, Green tôi nghĩ rằng một con Galio nữa là anh ta khỏe luôn. Phải nói là anh ta rất khỏe là đằng khác. Đây rồi. Ôi rồi ôi, anh ta sẽ đẩy đồ, anh ta sẽ đẩy đồ. Thôi 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 Anh thôi. ta sẽ đẩy đồ hay là anh ta giữ cái quỷ thư đây? Tôi nghĩ là như thế nào cũng được thôi anh Bon ạ. À. Bởi vì lượng đồ như thế này và con Galio ở 4 chấm. Cuồng Quỷ đao, thư thôi. vâng, anh ta Quá đây khóc. rồi. Đó Đây là rồi. bài đấu, lại là một bài đấu như trước. Vâng, khó vẽ nụ cười nhưng mà gợi lại vẽ được. Bằng ba thần tượng lại đánh bằng Galio. Thôi, con Galio này tôi đánh giá mạnh hơn Galio trước nhiều anh muốn ạ. Có cuồng đao con sôi, tốc đánh của Galio sẽ rất cao anh Vũ ạ. Cộng thêm những pha Và bồi đến từ Seraphine nữa thì thôi. Khó quá cho chàng trai TG Steel. Vâng. Quá mạnh. này thôi vả lại còn vả có cùng cùng Runan nữa thì kể cả là những tường có giáp gai pháo đài ấn hộ vệ Vậy ấn vệ sĩ. hậu vệ thì dành cho vị trí của Sion. Sion cầm hậu vệ thì anh ta không cần con Blitz nữa. Và anh ta bỏ Blitz đi để kẹp thêm những con tướng tiếp theo. Hình như là Một con Sion tướng chỉ hộ làm vệ hộ có vệ giáp mà anh máu tôi Bon. nghĩ là rất ngon dành cho Sion. Sion có giáp máu thì hộ vệ là một trong những cái sự lựa chọn thông minh. Độc hành thì tôi nghĩ không quá cần thiết nhưng mà anh ta quyết định là lấy độc hành rồi. Đây rồi, anh ta lấy độc hành. Anh ta thích cái những cái lượng giáp hơn. Bởi vì con Sen là con hộ vệ rồi anh Bon ạ. À. Nên là Chính không xác. quá. Không, ý tôi là nếu mà như anh ta lấy À, hộ vệ thì anh ta sẽ bỏ đi vị kiếp trí của bốc. Blitz. Chính xác. Và anh ta sẽ kẹp được thêm những con tướng ngon hơn. Nhưng mà lựa chọn của Green là anh ta không cần. Anh ta quyết định là giữ lại con Blitz này để có thể tạo ra đột biến bởi những pha kéo đến từ bàn tay của Blitz. Con Galio này tôi nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại chúng ta sẽ chỉ xem con Galio này vả một hai round nữa thôi. Với bài đấu của Green tôi nghĩ rằng là rất khỏe rồi. Galio cầm đã ui rồi phá tung là 10 điểm. 10 điểm tiếp tục Galio tôi là cảm bồi giác nó theo. chưa hất tung thôi mà đội hình đấm không thôi, đội hình bên kia đã cảm thấy tan vỡ rồi. Đấm quá rát đến từ Galio. Nhưng mà cái câu chuyện thật ra là Green anh ta sau đánh bộ này anh ta hay ra được những con tướng như thế này vậy. Rất khó Tôi nghĩ hiểu. rằng là anh ta tôi cũng nghĩ là dễ hiểu thôi bởi anh ta ở 8 anh ta nhặt được con Galio có Neko nữa. Vấn đề là anh ta có Neko anh ta nhặt được con Galio về Rất roll may ra mắn. con Galio Neko thế là xong. Thời điểm hiện tại tôi nghĩ rằng anh ta hoàn toàn thể nếu như round sau anh ta tự ra con xe anh ta để tiền lên 9 luôn. Xem một vài round nữa. Giáp Diệt máu, khổng lồ, ui giáp giáp máu. máu và diệt khổng lồ dành cho Ui. Sion. Tôi Tôi nghĩ nghĩ là là chắc hết cái chắn là sự như lựa vậy. chọn rồi. Vâng, lại giáp máu tiếp. Quá nhiều giáp máu. Quá trâu Vâng, bò, phải nói là như rất vậy. rất nhiều máu ở trong Ui, con tướng này. Và nếu đến như gì? chỉ cần một pha CC đến từ Sion thôi thì lớp giáp ảo được tạo ra là quá nhiều. TG Steel.
cũng rất chiến, Tiger Steel cũng gần như tương đương, vâng, cũng đánh như Green luôn. Tiger Steel anh ta đánh đế chế và khổng lồ. Bốn máu cho việc Ulu, bài đấu về Ulu đang quá yếu với cả một con Zihin rồi. Trong khi đó là đây là JC2 học viện đến từ vị trí của phòng thứ hai, anh ta chưa ghép đồ và bây giờ mới ghép cùng Dao Vuông Xô dành cho vị trí JC. Anh Vũ có nghĩ rằng nên để JC xuống hàng dưới và bắn theo kiểu cầu sống của cổng giao tốc không? Như thế tôi cảm giác sẽ hiệu quả hơn là một con JC cầm búa. Hoàn toàn là dễ hiểu thôi, bởi vì lượng đồ của JC của anh ta cầm những cái món sát thương liên quan đến ấy chứ không phải những món ưu tay. Và với con Galio này đập hết lượng chấm. Vâng, tiếp vẫn đập. Vâng, có giọng gai mà các bạn có thể thấy vâng đập. Đập như chưa bao giờ được đập vậy. Và Tiger Steel thì anh ta chỉ có lại cho mình 19 máu, trong khi đó việc Ulu thì anh ta đã phải dừng lại ở vị trí top 8 rồi. Vỗ tay, đấy là những pha vỗ tay, đập nhanh như thế là vỗ tay thôi. Vâng, Seraphine 2. Blitz được thay vào để giúp cho Sion có thêm lớp giáp đến từ hậu vệ. Ấn thách đấu đến từ vị trí của Sion, Cliff phép và quyền năng. Sẽ là một bài đấu chắc chắn lên 9 của Green rồi. Victor 2 nhưng mà không có Sujin. Đây là Đức Anh 2K. Đức Anh 2K thì Victor 2. Vâng, Đức Anh 2K, vâng, anh ta đánh cho mình Victor 2 và chúng ta hãy cùng xem Green vỗ Đức Anh như thế nào này. Vâng, tôi đang rất muốn xem cái hình ảnh Green vỗ Đức Anh. Vâng, vỗ khá đau. Vâng, rất đau. Victor cảm giác chưa kẻ xong thì lại bị vỗ tiếp rồi. Vâng, hất tung lên và là vỗ dứt điểm vị trí của Đức Anh. Và đó là một chiến thắng dành cho Green. Sion 2 rồi, tự ra rồi. Không phải đôn là chắc chắn là lượng tiền này anh ta lên 9, yên tâm. Lên 9 nếu như anh ta cho thêm một vị trí của Yumi vào nữa thì sẽ là tròn bài. Lượng CC của đó là lượng giáp được tạo nên đến từ Yumi là rất tuyệt vời, kích thêm đó là học giả. Vâng, Tiger Steel anh ta hơi đen nhưng còn giờ Green là anh ta mới chỉ có một Galio mà thôi. Khó để Tiger Steel update được một con Galio 2. Anh ta đánh theo kiểu ba, anh ta đánh theo cái kiểu mà đế chế nên là bài đấu không khỏe được như bài đấu của Green. Carry bằng vị trí của Galio. Cái bài đấu này đang vỗ rất đau. Rất khó để đánh được khi mà chúng ta cần con Galio. Chính xác. Có được Galio 2 nhưng mà vấn đề đó được Green giải quyết rất nhanh, chỉ trong một round thôi. Nhặt một con Galio về, rồi một con Galio thả Neko xong. Và anh ta có một bài đấu rất khỏe rồi. Và chúng ta sẽ đến với vòng đi chợ 5.4. Trong khi đó vua lý đoàn Đức Anh 2K chỉ còn lại cho mình 5 máu thôi. Steel 8 máu, Tranh 34, Royal 35. Người đang cháy thì là phòng thứ 2 với 62 máu. Vua lý đoàn vua lý đoàn lấy luôn con Galio của Tiger Steel. Vâng, vua lý đoàn anh ta cản bước Tiger Steel có thể lên được Galio 2. Còn anh ta không muốn vị trí thứ 7 mà anh ta bảo là Tiger Steel, em phải trên top anh. Và FBA táo thì lựa chọn cho mình là một cái Crit phép trên người của con Zyra thì phải, trong khi đó kiếm từ thần dành cho vị trí của phòng thứ hai, dây chuyền dành cho vị trí của Tranh VIP Pro. Tranh VIP Pro thì đang đánh cho mình một bài đấu máy móc và thách đấu cuồng đao hung show và đánh theo kiểu bốn máy móc này, liệu rằng có thừa quá hay không, và chúng ta hãy cùng chờ xem. Hơi đáng tiếc cho Tranh khi mà Tranh chưa có cho mình là bốn thách đấu, vẫn đang chỉ là ba thách đấu mà thôi. Với việc mà đánh cho mình đó là bốn máy móc thì khó để cho anh ta có được bốn thách đấu. Nếu mà muốn bốn thách đấu anh ta phải bỏ dây, và một vị tướng cảnh binh như dây bỏ đi thì cũng khá là đáng tiếc. Ui ui rồi ôi, Blitz kéo zone luôn, cũng một pha kéo luôn. Zone và mất luôn nam chính rồi. Tôi nghĩ là sẽ mất thôi, chưa dứt điểm được, chưa dứt điểm được. Zone đang hút lại lượng máu với quyết kiếm, chém khá đau. CC rồi. Rồi CC. Nhưng mà Zone bị vỗ và sẽ nằm xuống. Vâng, bị vỗ và sẽ nằm xuống mà thôi. Và Tranh chỉ còn lại cho mình 21 máu trong gói tiêu. Cờ Steel anh ta không lên được Galio 2 và anh ta dừng lại với số 7 và vua lý đoàn dẫy được ở trong round đấu vừa rồi.
Phong thứ hai thì chỉ còn lại cho mình là 47 máu. Người đang cháy thì là TG Green, một bài đấu khổng lồ và ba thần tượng đánh bằng hai vị trí, đó chính là dàn tanh phụ thuộc vào Sion cũng như là lượng sát thương còn lại được chuyển thành sát thương đòn đánh dành cho vị tướng Galio. Với con Yon cầm đồ như thế này thì không có đồ bảo hiểm, khiến cho Yon nếu mà dính CC quá nhiều. Và đây rồi, đúng như anh Bon đã nói, cho dây xuống hàng dưới để lấy những pha phát bắn qua cổng gia tốc. Yon bên kia thì cũng có đồ bảo hiểm đấy, nhưng chỉ là Yon một mà thôi. Tôi nghĩ là JC lo được. Khó anh Bon. Tôi nghĩ là JC bên phía phòng thứ hai lo được. Tôi đang chưa nhìn thấy giao tranh lắm. Tôi nghĩ là hơi khó bởi vì con dây đó chỉ là cùng đao, cùng với đó là những cái món đồ. Nếu mà đó là một cái vu cực thì có lẽ là ngon hơn dành cho vị trí của phòng thứ hai. Nếu như dây chơi theo cái kiểu mà lượng sát thương đến được cổng gia tốc Đức Anh thì... Vâng, Đức Anh đi luôn. Vâng, một pha vỗ của Green dành cho người bạn Đức Anh. Green thì đang hồi quá nhiều máu với cái lõi công nghệ của mình. Và Đức Anh đã phải dừng lại ở vị top 6 rồi. Nỏ xét nữa. Rất đẹp. Sẽ sau round này thì Green sẽ lên 9 mà thôi, cho vị trí của Yumi vào là xong. Vâng, Green thì sẽ lên 9 và bắt đầu sẽ kẹp thêm, thậm chí là có thể là hai Galio. Vâng, anh ta luôn đánh cho mình một lối đi riêng. Lên 9 lên từ vị trí Green hay không đây? Anh ta muốn chờ thêm một round nữa hay chăng? Không, sẽ lên luôn. Sẽ lên luôn rồi, vội lắm rồi. Đây, Yumi 2 hay không? Lên Yumi 2 luôn. Hết bài, tôi nghĩ rằng hết là bài đấu của Green như vậy là hết bài rồi. Bằng chuỗi thắng 7 thì làm sao cản được Green đây. Bài đấu của anh ta quá mạnh rồi, khó mà có thể thua được nhà nào nữa. Đức Anh thì có Sojin dành cho... Đây không phải Đức Anh. Sorry các bạn, đây là... Hình như là Royal thì phải. Có chăng thì đây là một con Victor của Royal. Đã là Victor 2 rồi. Nhưng mà với CC quá nhiều đến từ trường cuối. Vâng, chồng CC liên tục. Vâng, hết Yumi thì lại đến vị trí của Galio. Vâng, gần như là con đến chết luôn. Con Victor, vâng, con Victor không làm được gì cả. Cứ đứng im thôi. Và đó là pha đấm gần như cái bóng nguyên nhà. Và táo 12 máu phòng thứ 2 18. Và hai người đang cháy thì là Green và TG Royal. Hai người sử dụng cho mình những cái bộ bài đang rất mạnh ở phiên bản hiện tại. Ba cái CC một cái lối đi riêng dành cho Green. Nhưng mà một bộ bài đòi hỏi rất nhiều may mắn nữa. Khi mà các bạn có thể nhặt được Galio ở chợ. Và có Nico đi chợ về, các bạn roam ra một con. Và khi mà ra được một con Galio 2 thì đó là một lượng sát thương đủ lớn để giúp cho các bạn dành cho mình một cái lợi thế ở trong trận đấu này. Ba cái CC diện rộng quá lớn đi. Galio cùng với đó là Yumi, tiếp theo là Sion. Nó chồng liên tục vào nhau, khiến cho cái vòng tuần hoàn nó được xảy ra thì hơi khó dành cho các nhà khác. Các bạn có thể thấy quá khó thở. Vâng, rất khó thở. Vâng, tiếp vẫn là vỗ, vâng, gần như là CC đến chết. Khi mà chưa kịp tỉnh bởi cái hất tung đến từ Sion thì lại bị chương cuối đến từ Yumi, và khi chương cuối của Yumi vừa xong thì là hất tung đến từ Galio. Quá nhiều CC diện rộng. Và đó là một cái khoảng thời gian mà Zone không được chơi, khi mà Zone của các bạn không có kháng hiệu ứng. Nếu như các bạn nhớ lại trận đấu trước, trận đấu thứ 3, Green dùng bộ bài này nhưng mà thua gục ngã trước một con Ugok 3 sao cầm dịch khổng lồ. Nếu như con Ugok đó không có cho mình kháng hiệu ứng thì chắc chắn TG Steel rất khó để có thể đánh bại được cái đội hình này. Nhưng mà rất may khi mà trong trận đấu đó, chàng trai TG Steel anh ta có cho mình một kháng hiệu ứng dành cho Ugok 3 sao. Lượng tốc độ đánh cộng thêm cùng với khả năng chống CC ở khoảng thời gian early của giao tranh thì sẽ giúp cho TG Steel anh ta dành cho mình một trận đấu top 1 với con Ugok 3. Khả năng cao là bài đấu của Green anh ta sẽ có được vị trí top 1. Bởi vì tôi đang nhìn thấy, chưa thấy một lượng đam nào có thể dứt điểm DPG của Galio kích thứ 2 khổng lồ cùng với đó là hộ vệ như vậy cả. Vâng, Royal thì đang đẹp. Vâng, Royal đang gặp cái bóng Green. Vâng, Royal bị vỗ đau quá rồi ơi. Royal bị vỗ thế này thì chết.
Royal còn cho mình 16 máu. Nhưng mà tôi nghĩ vào thế này thì Royal và Green sẽ có cho mình top 1, top 2 thôi. Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà bài đấu của Royal cũng là một bài đấu rất mạnh. Chỉ thua được bài đấu Green thôi. Thực sự thì Devil Green bây giờ anh ta lấy gì cũng được. Phải chăng thì lấy một cái thần tượng nữa hay không? Để có thể sử dụng những slot khác cho Yumi và roll những đồng tiền cuối cùng. Bắt đầu roll thôi. Một bài không quá đột biến của phòng thứ hai. Anh ta phải đánh cho mình là ba thực sư. Bỏ đi bớt máy móc để kẹp thêm thuật sư vào rồi. Với cái lượng đồ mà không có đồ bảo hiểm cùng với đó là một bài cố gắng đánh như thế này thì một cái top 3 thì sẽ là tuyệt vời rồi. Tôi nghĩ là hết sức rồi. Bên kia là Victor cầm 3 đồ như kia thì những pha kẻ là rất chất lượng. Vâng, Royal. Vâng, một con Victor vẫn đang bị CC khá nhiều nhưng mà một pha kẻ Victor. Mặc dù có thực sư nhưng mà CC quá tốt đến từ một pha lệnh sóng âm của Uena và giảm hồi phục đến từ cái giáp lửa của con Vex như thế kia thì khó quá. Rất khó. Kim băng, giáp lửa. Mọi thứ đều cao từ con Yon đó thôi. Ô. Cái gì đây? Đang bị lag. Vâng, nếu mà lag thì là phong thứ hai. Không, tôi tưởng chừng bị lag. Và đủ rồi. Green anh ta nhận một trận thua trước phòng thứ hai khi mà phòng thứ hai anh ta có cho mình là một con JC. Vâng, JC đang để ở line dưới để có thể bắn những phát bắn qua cổng gia tốc. Còn Green thì lấy thêm một thần tượng nữa. Anh ta có bỏ đi thần tượng không? Không, tôi nghĩ anh ta chắc không bỏ đâu. Bài đấu anh ta quá mạnh rồi. Không, nếu tôi nghĩ rằng nếu mà anh ta kiếm được con Gadio 2 nữa, anh ta sẽ bỏ đi. Anh... có thể là như vậy. Anh ta vẫn đang ôm Galio lại, một con Galio 2 nữa, hai vị trí carry. Con hất tùng đến từ vị trí của Sion. Zone đang chém vào Victor nhưng mà một pha kẻ của Victor chưa kẻ. Vào đây thì rất nhiều. Green vẫn đang áp sát nhưng mà con Sion này lại đánh vào vị trí của Vex rồi. Không đánh vào vị trí của tiếp theo là hất tung đến Galio. Ui máu ơi, Vũ ơi. Ui máu được. Ê, nhưng ui, đó là một pha đẹp được của Royal. Và phòng thứ hai đã phải cùng ngã đúng như tôi dự đoán. Thì Royal và Green chia nhau vị trí top 1 và vị trí top 2. Và Green lại đang hồi lại máu với cả cái lõi công nghệ nhỏ mà có võ của mình. Sẽ là một pha có thể bắt được bài đến vị trí của Royal khi mà anh ta biết được là Green sẽ để ở ô thần tượng kia. Có vẻ như Green sẽ bán đi và kiếm một con Galio 2 nữa để cho vào rồi. Đó là điều anh ta đang muốn làm. Vâng, một con Galio cầm bốc đồ. Bồ xanh thì có thể để cho con vị trí của con khác. Đây rồi. Tiếp theo là rồi. Màn solo round giữa TG Green và TG Royal, ai sẽ là người chiến thắng đây? Radio 2 nữa đã có, không biết anh ta sẽ cho vào hay không. Anh ta sẽ cho vào. Anh ta bỏ Blitz. Chính xác là như vậy rồi. Bỏ Blitz và Uri, bùa xanh đẩy cho vị trí của Yumi. Hợp lý mà thôi. Hai Galio thì lượng CC được trồng vào sẽ là khủng khiếp hơn nhiều. Vách 3 đến vị trí của Royal thì con Vách Galio 3. Sẽ khá nhiều thời gian để tập trung được đam. Bài của Green không có vết thương. Đó là một vấn đề Green cần phải giải. Nhưng mà thật hai Galio hất tung bằng CC khá nhiều. Nhưng một pha kẻ của Victor, độ sát thương gây ra bằng một pha tiêu hỗn mang 1600 sát thương. Đập chết rồi. Nhưng Vex lo được và còn trước khi chết thì còn Victor nó vẫn kịp kẻ một lần nữa. Green phụ thuộc vào cái việc random đồ Galio thứ hai có đẹp hay không. Chúng ta hãy cùng xem ở round đấu này. Quyết kiếm và kiếm súng. Chấp nhận được.
liệu rằng có một pha bán hết ở Unin Galuba hay không. Anh Tôi ta nghĩ sẽ rằng không là bán. không còn có ý nghĩa nữa Anh ta có thì bán hay không? Unin đi. Unin Cho đi. vui. Không, anh ta đang đang muốn xếp cơ. Không cống hiến rồi. Không hiến rồi. Ra một con Galio nữa thì có lẽ là hết nước chấm dành cho Green. Đây rồi. Ui tiếc quá, Green Ui. mà quyết đoán hơn một chút thì có khi là Galio 3 rồi. Mà nếu Bán như hết bán đi đi thì đó là một rồi. pha hất tung đủ không? Nhưng mà bây giờ là 7 chấm thì chắc chắn sẽ là round đấu cuối rồi. Đây sẽ là round đấu cuối. Nếu có chặng thì một pha gõ tốt đến vị trí của con Galio kia Ui, thì Victor hoàn bị toàn áp có thể sát. chiến thắng nhé. Victor đang bị gõ. Ui, kẻ đau quá anh Bon ạ. Kẻ phát nữa thì hơi khó là những green đấy. Và chính Ui xác là rồi như vậy. ôi, phát nữa thì gần như đội hình tan vỡ. Kẻ Green như không dứt vậy điểm thì được Victor. Green thiếu cho mình vết thương sâu. Và đó là một trận đấu top 1 dành cho Royal khi mà Green anh ta không lên được cho mình một con Galio 3. Và đó là một trận đấu top 1 xứng đáng dành cho Royal khi mà lên 9. Anh ta có cho mình là một con Victor 2. Có Sojin, Cliff và vô cực, lượng sát thương gây ra bởi tiêu hỗn mang là quá nhiều. Mặc dù bài đấu của Green có sát thương giảm đến từ những con tướng khổng lồ cũng như là những cái món đồ chống phái dành cho Galio, nhưng mà có lẽ là do Green không có vết thương sâu trong đội hình nên là anh ta đành phải ngậm ngùi dừng lại ở ý top 2. Nhưng mà tôi nghĩ rằng top 2 hay top 1 thì không thay đổi quá nhiều về mặt kết quả. Và có lẽ bây giờ mình và Beerus cũng như các bạn khán giả chúng ta sẽ đến với cả bảng điểm tổng quát sau 4 game đấu của trận bán kết 1 giữa TG và FBA. có vẻ như là bây giờ đội ngũ kỹ thuật đang trong thời gian tính điểm, bởi vì game cuối mà bao giờ là thời gian tính điểm nó cũng lâu hơn một chút, bởi vì các bạn cần phải cân đo đong đếm sao cho cái kết quả chuẩn xác nhất có thể, tránh cái trường hợp nhầm lẫn. Thì tôi nghĩ rằng là cũng mất vài giây nữa thôi là chúng ta sẽ có được cái bảng điểm trong buổi tối ngày hôm nay. Và đây rồi, như tôi đã nói, và 96 điểm, một lượng điểm quá lớn dành cho 96 điểm. Vâng, Green anh ta một trận đấu top 1 và 3 trận đấu top 2. Vâng, anh ta 34 điểm. Vâng, quá kinh khủng đến từ vị trí của Green. 34 điểm dành cho vị trí của Green, 96 điểm dành cho TG và 68 điểm dành cho các bạn bên phía đội tuyển của FBA. Và xin chúc mừng TG Green, Royal, TG Steel, TG Fit và Đức Anh 2K, và xin chia buồn cùng với cả 8102, Zoe, Phong thứ hai, Việt Ulu và Tranh. Các bạn đã phải dừng lại ở trong trận đấu bán kết mùa này. Và có lẽ bây giờ mình và Biros sẽ gửi lời cảm ơn đến các bạn khán giả đã cổ vũ cho cả hai đội tuyển cũng như là 8 tuyển thủ, 10 tuyển thủ thi đấu trong buổi tối ngày hôm nay. Và hẹn gặp. Tham gia group TG và những người bạn, nhấn theo dõi các kênh của TG TV để nhận được những thông tin hấp dẫn về đấu trường chân lý. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.